Chào mừng các bạn đã đến với chương trình đọc truyện ma kinh dị dài kỳ trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya qua giọng đọc của Quang Ngã Tũng. Xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma kinh dị dài kỳ Tài Xế Âm Dương. Like, comment và share để ủng hộ Quang Ngã Tũng. Donate cho Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ, câu chuyện xin phép được bắt đầu. Lại bất kỳ hậu thủ nào. Sau một hơi dài, Tần Hạo đem toàn bộ năng lượng của mình đẩy lên đến một trình độ cực mạnh, thậm chí có thể nói là tới mức độ vô cùng cường đại. Đồng thời dán mấy dương trương dương phù lên người. Mục tiêu của hắn là nhờ vào đó để gia tăng dương khí của mình, đảm bảo đến lúc mình so đấu sẽ không bị âm khí của đối phương ăn mòn. Kim tiền kiếm trong tay cũng hóa thành một đạo kim quang bay lên trên trời, bắn về phía quỷ hồn. Một chiêu này là vô cùng cường đại. Tần Hạo đang cảm thụ thấy nguồn lực đạo vô cùng mạnh mẽ. Giờ khắc này cũng bị chặn lại bởi âm khí của quỷ hồn. Ở bên quỷ hồn cũng đang vùng roi đánh tới. Cái roi này thần kỳ, có thể chia thành nhiều đoạn, nhất thời uốn lượn như là bộ dáng một con rắn độc, đang không ngừng vùng lên hết sức lợi hại. Một đường cong lên quấn lấy kim tiền kiếm, dây dưa lẫn nhau. Đáng ghét, lại bị đối phương quấn nữa. Tần Hạo hít sâu một hơi, đối với tình huống bây giờ hắn cũng không nghĩ tới. Đánh nhau càng lâu thì lực lượng của quỷ hồn này càng thêm mạnh mẽ. Hắn cảm giác được nguồn sức mạnh này cứ dần dần tăng thêm. Nếu như cứ chiến đấu, thật sự là hắn cũng sẽ không phản kháng nổi. Dùng chiêu này, hắn đã dày công tính toán. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương cũng vẫn có thế công của riêng đối phương. Cái roi kia cứ quấn lấy kim tiền kiếm. Tần Hạo hít sâu một hơi. Nếu như tranh đoạt như vậy, hắn cũng chắc là kiệt lực. Dứt khoát không cần kim tiền kiếm nữa, xoay mình đẩy ra đằng sau mấy bước. Hắn lắc mình lấy từ trong ngực ra phán quan bút và phán quan sách. Đây là điều vô cùng hiếm thấy. Tần Hạo đã có một thời gian không có sử dụng hai vũ khí này, bởi vì cũng không có gặp phải đối thủ gì quá mạnh mẽ, cho nên kinh nghiệm chỉ ở một mức độ nào đó để dùng làm vũ khí bí mật che giấu thực lực. Nhưng trong tình huống này, Tần Hạo cũng biết không thể che giấu được nữa. Hắn không chút cố kỵ lấy ra phán quan bút và phán quan sách, rót linh khí vào bên trong, đẩy thêm linh lực cực mạnh. Sau đó, Tần Hạo cảm giác từ đầu ngọn bút lông hội tụ ra từng đạo linh lực tỏa ra. Những chữ viết kim quang từ từ hiện lên, dần dần bay lượn ở trong không trung. Trên trang sách, từng luồng linh lực hội tụ. Cùng lúc này, một điểm vô cùng quan trọng làm cho Tần Hạo biết nó bất thường nhất chính là một chữ phá hiện kim quang, trong đó còn có một tia tử sắc. Tần Hạo vùng bút như dòng bay phượng múa. Chữ phá rất lớn này hội tụ lại xong, linh khí giờ khắc này mạnh mẽ đến mức như muốn xé toạc cả không gian. Lấy một cỗ lực lượng không gì sánh được bắn thẳng về phía đối phương. Mặc dù chỉ là một chữ phá đơn giản, nhưng thực tế nó hàm chứa lực lượng bá đạo nhất. Một điểm này trước đây không lâu, trong thời điểm tự tu luyện, Tần Hạo cũng ngộ ra đạo lý, cho nên hắn muốn tu thành toàn bộ ký tự chữ này để tạo thành một kỳ chiêu của mình. Quỷ hồn đang điều khiển cây roi cũng không khỏi hít vào một hơi, rất nhanh quay ngoắt trở lại. Cây roi hóa thành một đạo phòng hộ trước người. Một chiêu này dùng để ngăn cản chữ phá kia. Nàng cảm giác được nguồn sức mạnh ập tới, làm cho nàng thấy run rẩy, trong lòng thoáng ra rất nhiều ý nghĩ. Tần Hạo cũng kích động hưng phấn. Hắn cũng bất chấp gì nữa, lần lượt đem phán quan bút vung lên, vẽ lên những ký tự vàng rực ở trên phán quan sách. Sau đó thúc đẩy linh lực vận chuyển ra để thực thể những chữ nọ bay ra bên ngoài tấn công đối phương. Chương 102: Nhân kiếm hợp nhất. Đây là một cơ hội tuyệt vời, Tần Hạo làm sao có thể bỏ qua. Hắn tụ lực đem lực lượng của mình hội tụ lên phán quan bút và phán quan sách. Kim quang nhàn nhạt cứ sáng dần cho đến lúc thực thể, chấn nhiếp tâm thần. Linh lực vô cùng cường đại. Hắn thấy hiệu quả như vậy,
thì cũng không cần giữ lại gì nữa. Hắn có một cảm giác chỉ cần khống chế tốt một chiêu này là mình sẽ có thể gia tăng rất nhiều uy lực. Tay nắm phán quan bút phát huy ra lực đạo mạnh mẽ nhất. Bởi vì hắn rất rõ, điểm này rất quan trọng. Trong một trình độ nào đó mà nói, thực lực của mình cộng với những vũ khí mình có tạo ra một sự biến đổi đặc biệt. Từng trận âm thanh đùng đùng vang lên. Những chữ kim quang kia tựa như là cung thoát khỏi tên, đem theo một cỗ khí lực cực mạnh ở trong không khí vạch ra từng đường vàng chói. Lực lượng như vậy là Tần Hạo hy vọng nắm giữ được. Từng chữ kim quang này là một phương thức công kích không có gì tốt hơn, thậm chí so với kim tiền kiếm kia còn mạnh hơn rất nhiều. Lực lượng này làm cho Tần Hạo vô cùng kinh hỉ. Được rồi, ấy xem ra biện pháp này có thể hỗ trợ cho lão đại rồi. Giờ khắc này Ngô Béo cũng không có nhàn rỗi, mặc dù hắn cũng không dám nhìn xem nữ quỷ kia đang làm gì, nhưng hắn cũng biết sư phụ của mình có vẻ như đang chiếm thượng phong. Nếu như chờ hắn thở ra mà nói, đối phương phản kích cũng sẽ rất cường đại, cho nên bọn họ cũng không dám phí phạm điểm này. Đúng lúc này Ngô Béo cũng rất nhanh chóng nhìn sang bên Cố Lâm và Lý Yến, bảo bọn họ giúp mình đem đốt những cây nến bày ra trên mặt đất theo những trận pháp mà Tần Hạo đã dạy. Những trận pháp này là vô cùng mạnh. Nếu như mà không đem ra dùng, thật sự là đáng tiếc. Nó có thể tăng tác dụng chúc phúc, chuyển nguồn linh lực tụ lên trên người cho Tần Hạo chiến đấu. Ngô Béo đem một tờ linh phù đặt ở giữa trận pháp, ngồi xếp bằng, trong miệng lẩm bẩm, giống như là đang đọc truyện vậy. Cùng lúc đó những cây nến kia, ánh sáng tựa hồ sáng rực lên, ở phía trên có những kim quang thông qua không khí chuyển tới sau lưng của Tần Hạo, tạo thành một màn sáng tản mát ra, hợp thành một tầng kết giới. Tầng kết giới này cũng vận chuyển năng lượng không ngừng cho Tần Hạo, làm cho Tần Hạo cảm giác được mình mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cảm giác ban đầu của hắn, những lực lượng đã tiêu hao đang dần dần được khôi phục, thậm chí rất nhanh. Lực khôi phục không hề kém một chút nào. Tần Hạo cảm giác được luồng khí này đang bay quanh thân thể của mình, quay ngoắt răng nhìn sang nhìn. Này, làm sao cậu có thể làm được như vậy? Quỷ hồn ở bên kia cũng rất kinh ngạc. Nàng không nghĩ đến một chiêu này. Trước đây nàng đã tính toán đủ mọi trận chiến, sẵn sàng khi đánh với Tần Hạo. Vậy mà lần này lại xuất hiện một kỳ chiêu. Sức khôi phục của Tần Hạo cũng xem ra không kém nàng là bao nhiêu. Đến lúc này, quỷ hồn cũng chỉ đành có thể xuất ra toàn lực, đem toàn bộ âm khí của mình tụ lại vào trong thân thể. Cùng lúc đó bùng phát ra, xung quanh từng đạo hắc khí tuôn trào, tạo thành lực trùng kích to lớn với Tần Hạo. Thoáng một cái, ngón tay điểm lên không trung, Tần Hạo vạch ra một đường phù chú. Trong tay của Tần Hạo nắm âm linh thạch, trên vai dán toàn là dương phù. Cơ thể của hắn âm dương chi lực đang nhanh chóng vận chuyển, thông qua huyết mạch của mình không ngừng phát tán ra từng lỗ chân lông chạy khắp cơ thể. Tần Hạo rốt cuộc phát huy tất cả lực lượng của mình. Ngô Béo cũng vận chuyển trận pháp ở đằng sau, đem toàn bộ linh lực ở xung quanh tụ lại cho Tần Hạo. Lần này trận chiến thực sự bùng nổ. Vào giờ khắc này Tần Hạo thu lại kim tiền kiếm, con mắt khép hờ lại, toàn thân hóa thành những đạo tinh quang nhỏ bé, trong nháy mắt như là điện xẹt bắn thẳng về phía trước, cuối cùng xuyên qua hắc khí của quỷ hồn, hoàn thành một đòn kích địch. Chương 208, nghịch chuyển. Sau một kích cường đại này, quỷ hồn kêu lên một tiếng ngã xuống đất, hắc khí ở trên người nhanh chóng tiêu tán. Tất cả những sự tình này phát sinh quá nhanh, làm cho người ta phản ứng không kịp. Cuộc chiến này cứ như vậy lại kết thúc. Tần Hạo bạo phát ra toàn bộ tiềm lực của mình trong phút cuối, bỏ qua phán quan bút và phán quan sách, tụ lại toàn bộ linh lực cùng với dùng âm linh thạch và dương phủ, cộng thêm trận pháp tụ linh mà Ngô Béo thể hiện. Có thể nói lúc này đã mạnh đến cực hạn đỉnh điểm. Một chiêu này kích phát ra coi như là một đòn đánh cuối cùng. Tốt rồi, lão đại,
Ta biết là cậu nhất định làm được mà, quả như là thành công rồi, cậu giật thật là lợi hại đó. Ngồi béo ngắn ngồi thử ra mấy giây, sau đó nhảy cẫng lên, hoan hô. Chỉ là không chỉ là Ngô Béo, mà giờ phút này cả Lý Yến và Cố Lâm cũng đều đang vô cùng cao hứng. Trung Quy nhìn thấy một màn vừa rồi, thấy Tần Hạo cũng đã rất mệt mỏi, không nghĩ đến ở thời điểm cuối cùng lại có thể nghịch chuyển được chiến cục. Đây làm người ta có chút không đoán ra nổi. Tần Hạo dĩ nhiên liếc mắt nhìn, trong tình huống như vậy tâm ý của hắn cũng hết sức rõ. Hắn cảm giác như mình bây giờ đã ngộ ra rất nhiều chuyện. Đối mặt với quỷ hồn, hắn cũng có vẻ bất nhẫn. Dù gì đây cũng là một quỷ hồn chịu rất nhiều bi thương. Nàng cũng đã vô cùng đau khổ, cho nên vừa rồi một chiêu kia hắn cũng vẫn có ý tứ lưu thủ. Mục tiêu dĩ nhiên chính là hy vọng quỷ hồn này có thể hối cải, đồng thời có khả năng đi theo hắn về địa phủ, như vậy là tốt nhất. Trong tình huống như vậy, Tần Hạo trong lòng cũng nhìn thông suốt. Giờ phút này dù có chiến thắng đối thủ, hắn cũng không quá cao hứng, mà bình thản đi tới gần quỷ hồn, chậm rãi hỏi: Người không sao chứ? Nhìn ta như thế này mà còn bảo không sao, người đừng có làm bộ làm tịch. Thái độ của quỷ hồn không tốt chút nào, Tần Hạo trên căn bản là cũng không quan tâm mấy. Hơn nữa trong lời nói của quỷ hồn lộ ra rất khó nghe. Thế nhưng Tần Hạo cũng không vì vậy mà tức giận. Hắn thở dài một hơi, lấy ra càn khôn đại của mình, đem mấy pháp bảo ban đầu cho vào trong càn khôn đại, cất đi cẩn thận. Những động tác này hoàn thành rất nhanh chóng, thuận lợi. Tần Hạo có một cảm giác hơi giận giận. Hắn nghiêng đầu nhìn lại về phía đối phương. Ta biết trong lòng ngươi cũng không hề dễ chịu, có rất nhiều ủy khuất. Nhưng có nhiều chuyện qua là đã qua, nếu như cứ giữ ở trong lòng thì cũng chả giải quyết được gì đâu. Ngươi dừng lại đi, đừng có tiếp tục sai lại càng sai nữa. Tần Hạo nói chuyện rất đơn giản, bắt đầu khuyên bảo, thậm chí còn nói: Con đường này là do ngươi chọn, ta hy vọng ngươi có thể chọn đúng. Hắn mỉm cười đầy ý vị sâu xa. Chương 209 hóa giải. Bầu không khí yên tĩnh trở lại, thậm chí còn có một phần quỷ dị. Mọi người trố mắt nhìn nhau, không ai nói gì cả, mà Tần Hạo đang chờ đợi quỷ hồn Vương Hồng này đưa ra đáp án quyết định. Cuối cùng, để cho Tần Hạo cảm xúc rất sâu, Vương Hồng đang suy nghĩ liệu rằng mình thật sự đã sai hay không. Tần Hạo cũng không thể giúp nàng suy nghĩ được, bởi vì đây là chuyện của nàng. Tần Hạo hít sâu một hơi, ai oán nhìn Vương Hồng. Đến cuối cùng, tại sao phải lựa chọn như vậy? Thành bại luận anh hùng, ta bây giờ đã thua ở trong tay ngươi, ta nhận thua, gì cũng được. Quỷ hồn Vương Hồng khẩu khí vô cùng bất đắc dĩ. Thật ra thì chúng ta có thể nói chuyện tốt hơn. Ngươi nghĩ đi, tại sao ta không có giết ngươi? Thử tư duy mà xem. Tần Hạo cực kỳ khuyên giải an ủi. Một kích vừa rồi, hắn cũng không muốn kết thúc toàn bộ sự tồn tại của Vương Hồng là lưu thủ lại, cho nên vì vậy hắn cũng để cho đối phương một tia hy vọng. Hắn biết trong tình huống bây giờ thật sự là vẫn còn có nguy cơ. Hắn kiên nhẫn khuyên giải: Ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút, bây giờ vẫn có thể quay lại đó, dù sao ngươi cũng chưa giết ai cả. Mặc dù nói cuộc chiến đã tạm thời đình chỉ, nhưng trong đầu mọi người đều vẫn có cảm giác không an toàn. Cảm giác như vậy tràn ngập trong lòng. Mà Lý Yến và Cố Lâm cũng đang nhìn nhau. Bọn họ cũng đang cực kỳ có lỗi với Vương Hồng, trong lòng áy náy. Giờ phút này khi nhìn thấy bộ dáng thống khổ của Vương Hồng, Cố Lâm kia cũng bước ra, sau đó đến bên cạnh Vương Hồng, ngồi xuống chậm rãi. Vương Hồng, ta biết chuyện này là ta có lỗi với cô. Với điều này ta vô cùng áy náy suốt những ngày tháng qua. Nhưng mà cô biết không, thật sự là ta sai, ta phạm sai ở dương gian. Vậy đến lúc ta chết xuống âm phủ, chúng ta có thể gặp nhau để giải quyết ân oán.
Sau khi Cố Lâm nói xong một đoạn, đột nhiên lấy ra một thanh chùy thủ ở dưới đất, nhất thời quay lại chìa thẳng lên cổ mình, chuẩn bị kết thúc tính mệnh. Không, không! Lý Yến từ đằng xa gào lên lạc giọng. Hắn làm hết thảy là vì Cố Lâm. Nếu như nói Cố Lâm đã sai, vậy cũng không cần phải sống làm gì nữa. Tâm tình vô cùng phức tạp, thậm chí có thể nói là trong lòng của Cố Lâm cũng rất bi thương. Tâm lý của mình không dễ chịu, cho nên ngũ vị tạp trần, đây cũng là vạn bất đắc dĩ. Hít sâu một hơi, Cố Lâm giơ cao con dao, sau đó thân thể lui về phía sau, đồng thời trong lòng cũng đau khổ. Ánh mắt của hắn thời điểm này nhìn chằm chằm Vương Hồng, tâm tình phức tạp, vừa hổ thẹn vừa bi thương. Những tâm tình này vào giờ khắc này đều tụ lại ở trong lòng, rất khó chịu. Như vậy chúng ta sẽ lại gặp nhau. Cuối cùng Cố Lâm nhắm mắt lại, đầy kiên quyết muốn kết liễu tính mạng của mình. Trong giây phút đó, cổ tay của hắn bỗng nhiên bị đánh bộp một cái, con dao lại rơi xuống mặt đất. Quỷ hồn của Vương Hồng đứng dậy, thì ra là cây roi trong tay của nàng đánh ra. Không nghĩ đến trong thời điểm mấu chốt là nàng cứu lấy tính mạng của Cố Lâm, làm cho người ta thổn thức không ngớt. Nhưng lúc này căn bản có thể xác định dường như nàng đã tha thứ cho Cố Lâm. Chương 210: Giải quyết. Tần Hạo cũng chưa chắc chắn lắm, nhưng hắn cũng cảm thấy có lẽ là như vậy. Trong tình huống này, hắn cũng nắm chắc đến 7-8 phần. Hắn cảm thấy hận thù có lẽ cũng đến lúc buông xuống. Có thể nói sự tình ngày hôm nay thay đổi đột ngột liên tục, nhưng vẫn là đưa đến kết quả tốt. Tần Hạo hít sâu nhìn đối phương. Tất cả mọi thứ, các người đã bình tâm lại chưa? Thật ra thì bây giờ vẫn muốn xem ý tứ của đối phương như thế nào, nhưng tốt nhất vẫn lên là kết cục thì hơn. Theo Tần Hạo là như vậy. Hắn cảm thấy có lẽ mọi người cũng bỏ qua hiềm khích trước đây. Trải qua một trận đau khổ như thế, ai cũng có nỗi khổ riêng. Làm như vậy là tốt cho tất cả mọi người. Thế nào, không sao chứ? Tần Hạo quan tâm. Mà Vương Hồng lúc này cười khổ, trong tay cũng lóe lên một cái, thu lại cái roi. Nhìn ra tâm tình của nàng lúc này mặc dù buồn bã, nhưng cũng không còn oán hận. Chung quy đối mặt với sự tình như vậy, nàng cũng không thể còn cách nào khác. Tất cả mọi người đều bất đắc dĩ như nhau. Cố Lâm và Lý Yến, hai người cũng đi tới nói với Vương Hồng mấy câu. Tần Hạo nhìn thấy, cầm âm linh thạch trong tay đưa cho đối phương. Ở trên này có âm khí, có thể giúp ngươi khôi phục một chút. Tần Hạo thân thiết nói. Hắn đã bỏ ra rất nhiều, đối với Vương Hồng này cũng lương tay, nếu không đã sớm đoạt mạng của nàng. Vương Hồng lúc này trong lòng cũng vô cùng cảm động, cười cười. Sau đó nàng thở dài nhẹ nhõm, lạnh nhạt nói. Cảm ơn ngươi, ta rất cảm ơn ngươi. Nếu như không, ta không làm như vậy thì sẽ không mang lại phiền toái cho mọi người như thế. Đến đây, khuôn mặt của nàng vô cùng sầu thảm. Bất kể quá trình như thế nào, nhưng dù sao, kết quả kết thúc cũng không tệ. Nàng đứng dậy, đem toàn bộ trận pháp kia phủi đi một cái thu hết. Sau đó Tần Hạo thu lại quỷ hồn của Vương Hồng vào trong túi càn khôn, cùng mọi người quay về nghỉ ngơi. Một đoạn ân oán tình thù coi như đã kết thúc ở đây. Bởi vì ngày hôm nay quá sức mệt nhọc, mọi người sau khi ước định cẩn thận, ngày mai phải giữ bí mật ở khu xưởng để còn cho mọi người làm việc yên tâm. Tất cả ngầm hiểu lẫn nhau. Đối với điều này, tâm lý của Tần Hạo cũng rất rõ. Tần Hạo trở về phòng trọ ngủ. Khi bước vào trong lầu,
vào đến trong phòng. Gã lăn ra ngủ. Giờ này tâm tình của hắn cũng vô cùng buông lỏng, có rất nhiều ý nghĩ cũng coi như bỏ qua. Nhiệm vụ hoàn thành, đây là quan trọng nhất. Rốt cuộc chịu khổ chịu sở cũng có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Hai ngày này vì điều tra chuyện này, hắn đã lãng phí rất nhiều thời gian, thậm chí thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có, vành mắt muốn thâm quầng lại. Cho nên hắn cảm khái, cuối cùng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Chương 211: Thành công vui sướng. Ngày hôm sau, Tân Hạo ngủ đến khuya mới dậy, bởi vì cũng không còn công việc gì làm, cho nên tâm tình cũng buông lỏng. Này sư phụ, lão đại, cậu xem mặt trời cũng lên cao rồi, sao còn ở đây? Ê, mau làm lại buổi tối thức đêm phải không? Giờ phút này Ngô Béo khuôn mặt vô cùng khả ái, lè mè nói, tựa hồ như thoáng qua cũng quên mất là vì đêm qua mình ngáy quá to, cho nên mới tạo ra thành tình cảnh như vậy. Cái này làm cho Tần Hạo cảm thấy bất đắc dĩ, nó giống như là một hồi bi kịch. Giờ phút này Tần Hạo thở thật sâu, trong tình huống này hắn cũng không có biết nói ra làm sao nữa, thậm chí có loại cảm giác dở khóc dở cười. Ít nhất đối với tên gia hỏa này, hắn cũng cạn lời. Đúng rồi, tình huống bây giờ chúng ta có lẽ lên đến chỗ Tạ Sưởng Trưởng, Tần Hạo nói. Vậy bây giờ chúng ta đi. Ngô Béo cũng đề nghị. Chờ một chút, Tần Hạo không phải nói đi là đi, tối thiểu cũng phải chuẩn bị một chút, cho nên đứng dậy làm vệ sinh cá nhân, xuống phòng ăn điểm tâm. Rồi Tần Hạo cùng với Ngô Béo hai người lên lầu, đến phòng giám đốc. Lên lầu 2, Tạ Sưởng Trưởng đang ở đó ngồi đọc báo uống trà, thoạt nhìn dáng vẻ rất nhàn nhã. Tần Hạo ở ngoài cửa gõ cửa, Tạ Sưởng Trưởng cũng biết có người đến, vội vàng nhìn ra. Tần Hạo và Ngô Béo, các cậu nhanh tới đây ngồi đi. Sao, hôm qua sự tình xử lý thế nào? Thấy hai người tới, Tạ Sưởng Trưởng cũng rất chú ý. Tựa hồ đối với tình huống ngày hôm qua, lão cũng đang mong chờ. Đối với cái này, trong lòng của Tần Hạo cũng rất cảm khái, thậm chí trong nhất thời có lẽ biết cơn ác mộng của Tạ Sưởng Trưởng đã kéo dài quá lâu, cho nên bây giờ hy vọng mình có thể mau chóng giải quyết chuyện này. Giờ phút này là Tần Hạo nhìn sang, Tạ Sưởng Trưởng đang hiếu kỳ nhìn hai người, mình và Ngô Béo, trong ánh mắt đầy dáng vẻ mong đợi. Tần Hạo và Ngô Béo nhìn nhau rồi cười nhỏ. Tất cả mọi thứ đã kết thúc, cho nên ông yên tâm đi. Nói xong câu này, Tạ Sưởng Trưởng tựa hồ có chút vẫn chưa có tin. Thật sao? Thật, Tần Hạo khẳng định. Vậy là tốt rồi. Đối với chuyện Tần Hạo nói, trong lòng của Tạ Sưởng Trưởng vô cùng chú ý, không nhịn được nhảy cỡn lên vui mừng. Chuyện này rốt cục đã được giải quyết tốt đẹp, mà tảng đá trong lòng của lão Vũng cũng đã được buông xuống. Cái này rất đáng quý. Chương 212: Leo núi. Trong nội tâm của lão cũng vô cùng cảm khái. Giờ khắc này tâm tình kích động, thiếu chút nữa đã chảy cả nước mắt, trong người thổn thức. Sự kiện lần này đối với toàn bộ nhà máy ảnh hưởng không nhỏ, thậm chí là một điểm mấu chốt. Nếu như không xử lý được, có lẽ lão cũng đến phá sản mất. Như vậy, Tạ Sưởng Trưởng coi như là đại họa sẽ đổ ập xuống đầu. Từ điểm này mà nói, Tạ Sưởng Trưởng đối với Tần Hạo và Ngô Béo tràn đầy cảm kích. Ông ấy chân mày vốn đang cau lại, giờ khắc này mới nhẹ nhàng giãn ra, thở dài một hơi. Tôi thật sự là không biết cảm ơn các cậu ra sao. Ê, nếu như không có các cậu thì tôi không biết sống như thế nào nữa đây. Đồng thời cũng mở tủ nhìn về phía hai người. Để ăn mừng chuyện này viên mãn, cho nên tôi nguyện ý tặng khen thưởng 500.000. Không chỉ có như vậy, buổi tối chúng ta ở trong xưởng tổ chức đốt lửa nướng thịt, mở tiệc, mong rằng các cậu có thể tham gia được không? Tạ Sưởng Trưởng vô cùng nhiệt tình. Tần Hạ và Ngô Béo trong lòng cũng rất vui mừng, nội tâm cũng kích động vì nghe đến cái khoản tiền kia, chố mắt nhìn nhau. Cũng được đó. Hai người bọn họ đều là loại người thích náo nhiệt. Này, lão đại, lần này là thật sự là có cậu đó. Chúng ta có một khoản thù lao lớn như vậy, hơn nữa lại còn tham gia hoạt động vui vẻ như thế. Tôi cảm giác như là chưa bao giờ thấy đó. Lão đại, đều là cảm ơn cậu. Nếu như không có cậu thì tôi không biết làm thế nào nữa. Ngô Béo lúc này cũng hứng thú trùng trùng. Đối với tình huống như vậy,
Trong lòng của hắn cũng rất thích chí. Cả đời hắn từ bé đến lớn chưa bao giờ nghe đến khoản tiền khủng khiếp như vậy. Lão đại, vậy chiều nay rảnh rỗi chúng ta đi đâu? Giờ phút này bản tính ham chơi của Ngô Béo cũng biểu hiện. Thật ra nhìn kỹ, hắn từ bé đến lớn khổ sở mà lớn lên, tuổi tác cũng chỉ đang ở qua thanh niên một chút. Trên người vẫn chưa hết dáng vẻ ngây ngô, dáng dấp rất hoạt bát. Giờ phút này hắn đang la hét đòi ra ngoài chơi. Tần Hạo cũng không biết nói gì cả. Tình huống bây giờ cũng không thể nào từ chối. Sau khi suy nghĩ, Tần Hạo chợt nhớ ra ở bên cạnh nhà máy có một ngọn núi, nơi đó cảnh sắc có lẽ đẹp. Nảy sinh ra ý tưởng chi bằng chiều nay rảnh rỗi đi leo núi. Đằng nào cũng không có việc gì làm, giết thời gian chờ đến tối. Chương 213: Cảnh đẹp vô hạn. Ngô Béo vừa nghe nói đến leo núi đã phấn khởi. Hắn đối với việc leo núi ngắm cảnh cũng rất hứng thú. Mấy ngày nay đều lăn lộn ở trong xưởng, đã buồn chán muốn chết, người sắp sửa mọc nấm mốc. Cho nên sau khi nghe được đề nghị này cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, trực tiếp hành động. Buổi trưa, Tạ xưởng trưởng ở phòng bếp cố ý dặn phòng bếp bố trí cho thêm đồ ăn phong phú cho Tần Hạo và Ngô Béo. Quả thực là được đãi ngộ cực kỳ tốt. Tần Hạo và Ngô Béo ăn rất nồng nhiệt, lượng cơm ăn rất nhiều, khiến cho người khác trợn mắt há mồm. Thật ra cũng chẳng trách được bọn họ, bởi vì đuổi quỷ là mất khí lực rất lớn. Cho nên cơm nhiều như vậy, đồ ăn ngon nhiều như vậy thì tội gì mà không ăn cho gió cuốn mây tan, để chiều nay đi leo núi cũng sẽ có sức hơn. Sau khi cơm nước xong, Tần Hạo ra máy bán nước tự động mua 2 bình, mỗi người 1 chai, đưa cho Ngô Béo uống ừng ực. Bất quá ăn bữa này làm cho hai người cảm khái. Đối với hắn mà nói, cũng lâu lắm rồi mới ăn được một bữa thỏa thích như vậy. Ngô Béo này tâm tư rất thuần khiết, không có nghĩ xấu gì cả, đối với mọi thứ đều rất chân thành, giống như là một người bạn tốt đi bên cạnh Tần Hạo. Đây có lẽ là duyên phận, có khả năng đồng hành với nhau coi như là bằng hữu. Buổi chiều hai người ra khỏi nhà máy, đi dọc theo đường núi đi lên. Đường ở đây tương đối hẹp mà lại còn đá sỏi gập ghềnh, quanh co, cũng không có dễ đi. Cho nên bọn họ mất rất nhiều thời gian và công sức mới lên được đến đỉnh núi. Nhưng không thể không khen ngợi, quang cảnh ở đây rất đẹp. Liếc mắt nhìn sang, phóng mắt ra xa, tâm thần sảng khoái, làm cho người ta có một loại hưởng thụ. Cảm giác này tốt vô cùng. Trời xanh, gió nhẹ, cảnh vật xanh lục, ngập tầm mắt. Những thứ này là rất mỹ lệ. Tần Hạo hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói: cảnh sắc nơi đây đúng là đẹp. Tôi cảm giác được chỗ này nếu như được ở đây thì sẽ rất là hạnh phúc đó. Đến lúc rảnh rỗi mình sẽ đi ra ngoài để chơi loanh quanh, tốt vô cùng. Giờ khắc này Ngô Béo ở một bên gật đầu: đúng vậy đó, cậu nói thật sự là đúng đó lão đại. Mượn cơ hội như vậy, hai người cùng trò chuyện, ngắm cảnh. Hơn nữa, vừa leo núi cũng để rèn luyện thể chất. Chương 214: Bước đầu tưởng tượng. Phóng mắt ra bốn phía, non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, không khí trong lành, tràn ngập khí tức của thiên nhiên. Này, lão đại, tôi nói một vùng này cảnh sắc quả thực không tồi. Nếu như không phải trở về, thậm chí tôi còn muốn ở đây luôn đó, thật là tốt đó. Ngô Béo cười ha hả, tâm tình của hắn rất lạc quan. Hơn nữa, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, tất cả cũng được buông lỏng hơn rất nhiều. Thậm chí có một số công việc cũng quên luôn. Giờ khắc này, Tần Hạo vỗ bả vai của Ngô Béo, cười cười: Ngô Béo, biểu hiện của cậu lần này tốt lắm. Cậu phải cố gắng lên, tôi sẽ rất tin tưởng vào cậu đó. Thông qua những biểu hiện trong vụ lần này, Tần Hạo cũng rất coi trọng Ngô Béo. Nếu như là người bình thường, gặp phải tình huống ma quỷ như vậy, có khi còn chả đứng nổi. Thế nhưng biểu hiện của Ngô Béo nằm ngoài dự đoán của Tần Hạo. Người này là rất lợi hại, quả nhiên khả năng không chỉ có đơn giản như thế. Nếu như có thời gian cọ sát, sẽ còn phát triển hơn rất nhiều. Thậm chí nhìn cái khuôn mặt ngây ngô, nhưng đến lúc xảy ra sự việc cần giải quyết, cũng thuộc dạng cơ trí. Đối với khảo hạch lần này, Tần Hạo cũng đã hoàn toàn tin tưởng. Ngô Béo hoàn toàn có tư chất trở thành trợ thủ của mình.
Hai người cứ thế đi dọc lên trên đỉnh núi. Đường càng lúc càng khó đi. Nếu như chỉ có leo núi, phỏng chừng coi như là một lần rèn luyện thân thể, không thể nghi ngờ. Thậm chí nói, hắn cảm giác còn đi mệt mỏi hơn cả đi đu xà ngang ở trong trung tâm thể hình vậy. Tần Hạo bây giờ nhìn sang, tưởng tượng tràn đầy ước mơ. Chương 215: Bí mật của núi rừng. Đứng ở trên đỉnh núi, nhìn xuống ra xa núi non trùng điệp, cảnh sắc đồ sộ làm cho người ta có cảm giác choáng ngợp. Một trận gió mát thổi vào mặt, thậm chí là có một loại ý nghĩ muốn ở luôn tại đây, một ngôi nhà gỗ trồng rau, nuôi gà, rất hạnh phúc. Cảnh sát ở nơi đây thật là tốt. Về sau chúng ta kiếm thật nhiều tiền, xây dựng một tòa biệt thự ở đây, không có việc gì sẽ đến để ở sinh hoạt an nhàn, thích thú bao nhiêu. Ngô Béo ngắm nghía phong cảnh, tự nhiên có chút đầu óc mơ hồ, thập phần không hiểu. Thế nhưng Tần Hạo nhíu mày chậm rãi. Cậu biết không, tôi cảm giác tại sao vừa rồi ở đây trong gió lại có một cỗ âm khí lướt qua rất nhanh đó. Đây chính là điều mà Tần Hạo vừa cảm thấy trong cơn gió vừa thổi tới. Vô cùng quái dị, nhưng Tần Hạo cũng không xa lạ, liếc mắt nhìn đi bốn phía, mình không thể nhầm được, bởi vì mình đã tiếp xúc với âm khí quá nhiều trong suốt thời gian lái xe âm. Một hơi thở quỷ khí tồn tại mỏng manh. Cậu nói ở đây có âm khí à lão đại? Ngô Béo kinh ngạc, bất quá ngay sau đó cũng hít sâu một hơi. Nhưng mà tôi cảm giác ở dưới xưởng thì có quỷ khí chứ ở đây làm sao lại có quỷ khí? Tần Hạo cũng không hề hốt hoảng, mở càn khôn đại, đem quỷ hồn của Vương Hồng thả ra. Hắn hỏi, Vương Hồng, cô ngày đó sau khi bị thương thì ở đâu mà tốc độ khôi phục lại nhanh đến như vậy? Quả thật là như vậy, tốc độ khôi phục thân thể của Vương Hồng cực nhanh. Bằng điểm này mà nói có thể nhìn ra được, nàng trốn ở một nơi âm khí nồng đậm để chữa thương. Cho nên giờ phút này Tần Hạo mới hỏi dò. Ánh mắt của Vương Hồng lóe lên, không dám nhìn thẳng vào Tần Hạo. Nhìn ra được tâm tí ý của nàng là vô cùng tệ hại, Tần Hạo nhất định phải biết câu trả lời. Hắn cảm giác ở trong mảnh núi rừng này dường như có một bí mật, mà Vương Hồng lại liều mạng lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi và kinh hoàng. Tần Hạo tiếp tục truy hỏi, Vương Hồng thở dài bất đắc dĩ. Tần Hạo, ngươi đừng hỏi nữa, không phải là ta có thể nói được đâu. Bí mật ở đây ta khuyên ngươi đừng nên thăm dò. Ta cũng trong tình huống rất tình cờ phát hiện chỗ này, lại biết ở đây có thể gia tăng âm khí để khôi phục, nhưng nguyên nhân đến tột cùng là gì ta thật sự không biết đâu. Giờ phút này Vương Hồng định nói lại thôi, thần sắc phức tạp. Chương 216: Âm dương nhãn tiến hóa. Tần Hạo trầm mặc, hắn nhìn ra Vương Hồng rất sợ hãi. Hơn nữa qua lời vừa rồi của nàng, cũng không khó để biết mảnh núi rừng này là có nội tình lợi hại. Những thứ này Tần Hạo đều hiểu. Hắn nhìn trên nét mặt của Vương Hồng, đoán được một số tin tức. Tần Hạo cũng thập phần tin tưởng phán đoán của mình, không sai. Hắn thở dài. Đúng rồi, Vương Hồng, nếu như cô thật sự không muốn nói, tôi biết ở đây có huyền cơ. Vương Hồng liếc nhìn Tần Hạo, khẳng định, lắc lắc đầu. Ta không thể nói đâu, ngươi không thể ép ta nói, nếu như nói ra hậu quả của ta sẽ rất bi thảm, cho nên ta xin ngươi đừng để cho ta khó xử, ta thật sự là xin ngươi đó. Tần Hạo cũng hiểu vấn đề này, mà quay đầu nhìn Ngô Béo. Giờ phút này Ngô Béo đang đứng trên vách đá, giống như đang lần mò cái gì. Này, cậu định làm gì vậy? Tần Hạo cạn lời, hướng về gia hỏa kia. Mỗi một ngày, lúc nào cũng có một vài sự tình từ cái tên Ngô Béo này làm cho mình dở khóc, dở cười. Tôi đang nhìn xem phong thủy ở nơi đây có được không đó. Cái gì? Cậu nói cái gì tôi không nghe lầm đấy chứ? Cậu còn có khả năng nhìn được cả phong thủy sao? Là thật hay là giả vậy? Cậu đừng có chơi tôi. Tần Hạo bất đắc dĩ, nhìn ra tâm tình của hắn cũng nặng nề, phảng phất đối với việc này thật sự là không nhìn thấu được Ngô Béo. Không sai, ở một góc độ nào đó tôi có thể nhìn được mà. Ngô Béo gật đầu, đồng thời giải thích cho Tần Hạo. Cậu biết đấy, từ nhỏ tôi đã biết rõ âm dương lưỡng giới, có thể nhìn được, vì vậy rất có tác dụng.
đôi mắt cứ thế bám với tôi mấy chục năm, cho nên ở mọi phương diện tôi đều có cảm giác. Tôi có một đột phá trọng điểm, chính là tôi cảm nhận được ở các địa phương nào có phong thủy tốt hay xấu đó. Ngô Béo vừa nói vừa mở chớp chớp đôi mắt. Bất quá không thể không nói, Tần Hạo cũng thấy hứng thú với việc này của Ngô Béo. Khi tỉ mỉ nghĩ lại, hắn biết một cái đạo lý, đó chính là năng lực của Ngô Béo có chút đặc thù. Từ nhỏ đã có âm dương nhãn, âm dương nhãn này qua thời gian giống như con người lớn lên, nó cũng có sự tiến hóa. Từ những bản chất đơn giản nhất cho đến khi tiến hóa lên những cảnh giới cao hơn. Tỉ như nói âm dương nhãn bình thường có thể nhìn thấy người và quỷ hồn, hoặc là một số kết cấu của âm khí và dương khí. Ở một góc độ nào mà nói, ở xung quanh thiên nhiên, tất cả đều có âm khí và dương khí tạo thành những tổ hợp, hình thành ra phong thủy cục. Trong những năng lượng này nằm rải rác phân bố. Vì vậy Ngô Béo có thể nhìn ra nơi nào dương khí thịnh, nơi nào âm khí thịnh, tiềm ẩn đến kết cấu của phong thủy. Chỉ là âm dương nhãn này rất đặc thù, bởi vì nó có giới hạn. Mặc dù có thể tiến hóa, nhưng cũng chỉ nhìn ra tình huống đại khái. Dù sao thì đại khái cũng không hề dễ. Tần Hạo hy vọng qua thời gian luyện tập, đôi mắt âm dương của Ngô Béo này sẽ tiến hóa đến một trạng thái kinh khủng hơn, có thể giúp ích cho công việc của hai người sau này. Chương 217, dò xét. Âm dương nhãn tiến hóa làm cho Ngô Béo có những công năng đặc dị mà tâm lý của Tần Hạo cũng rất mong đợi. Này, vậy bây giờ cậu nhìn ra cái gì? Tần Hạo cũng rất quan tâm. Dựa theo tình huống bây giờ, hắn muốn biết câu trả lời thông qua tên đệ tử này của mình là Ngô Béo để kiểm tra thông tin. Ở lão đại chờ tôi một chút, tôi phải xem thật kỹ. Ngô Béo cũng đang tập trung nhìn. Ngô Béo hít sâu một hơi linh khí, bắt đầu vận chuyển âm dương nhãn, nhìn từ dưới đất lên trên. Sau đó hắn nhặt lên hai mảnh lá cây, dùng sức bôi bôi một chút đất gì đó ở trên lá cây, vẽ ra hai con dấu kỳ lạ. Ngô Béo lấy hai lá cây nhổ nước miếng vào, rồi hít sâu một hơi, đem hai cái lá cây này đưa lên trước mắt, bắt đầu quan sát. Hắn cảm nhận được một cỗ khí tức lạnh lùng rất nồng đậm tràn vào trong thần thức của hắn. Tâm ý của hắn lại càng thêm sáng suốt. Này, này, Ngô Béo, ta khuyên các ngươi đừng uổng phí sức lực, không có tác dụng gì đâu. Vương Hồng ở một bên quan sát bây giờ cũng mở miệng nói. Đừng có động đến hắn, cứ để hắn tiếp tục đi. Tần Hạo trực tiếp thu quỷ hồn của Vương Hồng vào trong túi càn khôn, sau đó cùng với Ngô Béo ở đây quan sát. Ngô Béo đang hết sức chăm chú quan sát toàn cảnh xung quanh. Hắn giơ cái lá cây hướng về các phương mà nhìn. Này này, tôi cảm giác như ở nơi này, chỗ này này, cảm giác có tình huống đặc biệt đó. Tỉ như nói ở nơi này là rừng sâu núi thẳm thì phải có những cỗ âm khí nồng đậm là đúng rồi. Giờ phút này Ngô Béo nói ra những gì hắn biết với Tần Hạo. Tần Hạo gật đầu, nhưng nghi ngờ lớn nhất vẫn là một điểm, là tình huống và hoàn cảnh ở nơi đây. Tại sao lại để cho Vương Hồng kiêng kỵ đến như vậy? Tần Hạo hướng về phía Ngô Béo lạnh nhạt. Vậy đi, trong chốc lát cũng không thể tìm được nguyên nhân đâu, cho nên chúng ta đi thôi, tìm đường đi về. Sau này có điều kiện rảnh rỗi, Hảo Hảo đến đây điều tra một phen. Tôi nghe lời cậu, chúng ta đi, lần sau lại tới. Lần sau lại tới vậy. Tần Hạo cũng đi xuống núi, mà Ngô Béo đi sát đằng sau. Cuối cùng Tần Hạo một lần nữa quay lại nhìn ngọn núi. Trong lòng của hắn cũng chứa đựng nhiều chuyện. Có lẽ bí mật ở nơi đây phải chờ đến về sau mình cường đại lên rồi, năng lực mạnh hơn nữa sẽ quay lại thăm dò. Mà nói bây giờ thì không có cửa. Hắn cùng Ngô Béo rời đi. Nhớ kỹ, buổi tối Tạ Xưởng Trưởng còn tổ chức tiệc. Chương 218, dạ tiệc thịt nướng. Trở lại nhà máy, lúc này mới độ 4-5 giờ chiều. Ở trong xưởng, mọi người đã dừng làm việc, đã bắt đầu thu dọn vệ sinh. Bởi vì xưởng trưởng đã thông báo với bọn họ,
buổi tối sẽ tiến hành hoạt động tiệc thịt nướng, hơn nữa là rất có ý tứ. Mọi người nghe được tin này đều vô cùng hài lòng. Phải biết, hoàn cảnh ở nơi đây những ngày vừa qua đang vô cùng căng thẳng. Bây giờ xưởng trưởng đã thông báo mở tiệc thịt nướng, có nghĩa là những sự kiện linh dị coi như đã giải quyết xong. Giờ phút này, Cố Lâm và Lý Yến, hai người sắc mặt đã hòa hoãn không ít. Mình cũng coi như là cấp được một chút công đức. Nội tâm của Tần Hạo nhìn bọn họ cũng thấy tự hào. Trời bắt đầu tối xuống. Tất cả công nhân đều tụ tập ở một nơi thoáng đãng trong xưởng. Hoàn cảnh ở đây có thể dùng để tổ chức tiệc thịt nướng, hơn nữa cũng an toàn, khó gây hỏa hoạn. Bởi vì phụ cận ở đây là vùng núi, cũng không có mấy người ở. Bọn họ có đầy củi để mà đốt lửa. Mọi người ở trong xưởng lúc này đều đã thay đổi đồng phục làm việc, mặc rất nhiều loại quần áo bình thường, đủ mọi loại màu sắc sinh động, đẹp đẽ. Hơn nữa bản thân Tần Hạo cũng là loại người thích náo nhiệt, cho nên cũng sẵn sàng hòa vào lòng của mọi người ở đây. Cơ hồ toàn bộ công nhân ở nhà máy đều tới đây dự tiệc, phải đến hơn 100 người đang ngồi xung quanh những đống lửa. Cảnh tượng cũng rất là vui vẻ. Dạ tiệc chính thức bắt đầu. Một số người trẻ tuổi đang nắm tay nhau nhảy múa khiêu vũ. Này này, mọi người cùng nhau tới khiêu vũ đi. Nào nào, cùng nhau khuấy động bầu không khí nào. Này này, cô múa giống như là kỳ lạ đó, là cô đã nhảy break dance sao? Hey, là tôi mới đi học khiêu vũ đó, đẹp không? Đẹp, đẹp. Tiếng nói cười vang lên làm cho không khí của hiện trường vô cùng sôi nổi. Mọi người đều rất sung sướng. Dù sao, lúc trước cũng đã từng xảy ra một số chuyện ở trong xưởng làm cho mọi người tâm tình nặng nề. Cho nên nếu như có một cơ hội có thể để cho tất cả buông lỏng, tâm lý của mọi người tự nhiên là vui. Có một số người thậm chí là đã muốn bỏ việc để đi chỗ khác, nhưng bây giờ đã không sao, lộ ra vẻ phong khinh vân đạm, coi như không có vấn đề gì cả. Không còn phiền não, không có ưu sầu, vào giờ khúc này chỉ có tận tình chơi đùa, nhảy múa cho vui. Chương 219 Mê đoàn. Bữa tiệc thịt nướng, mọi người đều chơi đùa tận hứng. Tạ xưởng trưởng cũng lảo đảo qua trước làn khói mù mù nướng thịt, cùng nhân viên cười đùa vui vẻ. Có thể nói Tần Hạo và Ngô Béo, hai người này cũng đã giải quyết cho lão một chuyện khó rất lớn. Đối với lão, Tạ xưởng trưởng lộ ra hài lòng. Tạ xưởng trưởng còn cố ý lệnh cho một ít nhân viên chuẩn bị rất nhiều thức ăn cùng với một vài hạng mục cần chú ý. Chung quy Tần Hạo và Ngô Béo, hai người đều đã rất vất vả giúp bọn họ. Trước khi muốn nói, Vương Hồng quay lại ở trong hãng khiến cho mọi thứ hỗn loạn, làm cho các công nhân ở trong xưởng lộ ra nguy cơ, thậm chí gần như là muốn sập tiệm. Trong quá trình này, lão cũng không dám nghĩ thêm điều gì. Vì vậy Tả xưởng trưởng đem Tần Hạo và Ngô Béo coi như là một đại ân nhân. Tần Hạo, này này, ấy, tất cả là trông cậy vào các cậu đó. Biểu tình cảm kích, Tạ xưởng trưởng trực tiếp lấy một chai bia tới mời. Đối với Tần Hạo và Ngô Béo cũng biểu đạt một phần cảm kích rất rõ ràng ở trong lòng, mà Tần Hạo đương nhiên cũng đáp lại thịnh tình. Bầu không khí trong sân sôi nổi, hai người đắm chìm trong niềm vui đó. Tạ xưởng trưởng mặc dù năm nay đã chừng ngoài 50 tuổi, nhưng cũng đã làm xưởng trưởng hai kỳ. Bây giờ lão cũng không có trạng thái nghiêm túc, mà ngược lại cùng với một số nhân viên cười đùa vui vẻ. Đúng rồi, Tạ xưởng trưởng, có thể hỏi ông một chút chuyện được không? Lúc này Tần Hạo đột nhiên hỏi. Vấn đề gì vậy? Cậu nói đi. Tạ xưởng trưởng hơi kinh ngạc, không chỉ có giật mình một chút. Chuyện là như thế này, tôi muốn hỏi ông, ở trong xưởng gần đây có phải xảy ra tình huống gì không? Có điều gì đó đặc biệt không? Tần Hạo đi thẳng vào vấn đề. Chung quy cái nghi vấn kia cũng ở trong lòng của hắn khúc mắc, cho nên hắn muốn biết câu trả lời. Thế nhưng có rất nhiều chuyện không thể xác định. Tần Hạo đầu tiên hỏi thăm Tạ xưởng trưởng trước, muốn từ miệng của lão biết thêm một ít thông tin hữu dụng. Mặc dù không biết đối phương liệu có biết tình huống này hay không, nhưng cũng cứ hỏi cho chắc. Ngược lại, ban đầu Tạ xưởng trưởng
vừa mới nghe thấy, con người đảo một vòng. Cho nên Tần Hạo cặn kẽ nhìn qua cũng biết là phong thủy ở nơi đây có tình huống. Mười mấy năm qua ở đây kiểu gì cũng biết một vài tin tức. Tạ Xưởng Trưởng nghe Tần Hạo nói một câu như vậy, sắc mặt thoáng qua một chút, biểu tình bất an, thế nhưng lại che giấu rất tốt, biến mất. Một màn này cũng không tránh được ánh mắt quan sát của Tần Hạo, trong lòng tựa hồ đã có kết luận. Tạ Xưởng Trưởng này tất nhiên cũng biết một vài tin tức, cho nên khi mình hỏi tới những điều này mới có chút biểu hiện ra như vậy. Hắn biết rõ nếu như ở trong đây có ẩn tình, chắc chắn là liên quan đến khu đường rừng núi kia. Chương 220, chuyện cũ. Hắn lặng lặng lắng nghe Tạ Xưởng Trưởng kể lại, sau đó cũng hiểu rõ một chút tình hình. Tạ Xưởng Trưởng chậm chậm nói, nghe nói ở một mảnh núi rừng này, trước đây ở đầu tháng 9 là có dị tượng đó. Tạ Xưởng Trưởng âm chậm nói, rồi sau đó đôi mắt nhọc cau lại. Hai chữ này rất nhanh rơi vào trong tai của Tần Hạo. Không hề đơn giản, là dị tượng. Tạ Xưởng Trưởng cũng ngẩn ra. Ban đầu dị tượng như thế nào, ông có thể nói được kỹ được không? Tần Hạo thỉnh cầu. Tạ Xưởng Trưởng bắt đầu nhớ lại một chút, rồi từ từ nói, khi đó đúng rồi, là đầu tháng 9, ở trong một khe núi có tiếng sấm rền, thậm chí là xảy ra cuồng phong bạo vũ. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, khe núi đó không có bất kỳ động tĩnh tương ứng gì. Sau đó an tĩnh, tóm lại không có âm thanh huyên náo, trải qua bình thường trở lại. Mọi người đều đến đó tránh mưa, bởi vì hoàn cảnh đặc thù, đây là một địa phương rất tốt. Tạ Xưởng Trưởng từ từ kể, dị tượng giải thích đại khái cho tôi nghe xem. Hắn tin tưởng mình, về sau chỉ cần theo phương hướng này điều tra sẽ rõ, một ngày nào đó không chừng có thể tìm hiểu được chân tướng. Trong lòng của hắn tồn tại một loại tâm tình muốn đi tìm hiểu, tò mò, cho nên bây giờ phải kiếm thật nhiều tiền, sau đó đề cao năng lực của mình. Đến lúc mạnh mẽ lên rồi, mình sẽ có nhiều tiền để mua các loại phương tiện phục vụ cho công việc. Những thứ này là cần phải có để cho tương lai. Cho đến lúc mình thành công, bước trên con đường của một cường giả, mình sẽ có rất nhiều, rất rất nhiều câu chuyện cần phải giải quyết. Chương 221, đại công cáo thành. Trong lòng đã tự nhủ, nhất định còn phải quay lại mảnh núi rừng này để tìm hiểu. Cho nên hắn phải cố gắng để trở thành một cường giả, sau đó mới quay lại khám phá bí mật này. Cùng Tạ Xưởng Trưởng trò chuyện một phen, Tần Hạo cảm giác được mình đã biết được rất nhiều điều có giá trị, thậm chí là có một vài lợi ích không nhỏ. Công việc đuổi quỷ này hắn vẫn phải tiếp tục làm thật tốt, không phải vì trong lòng có trách nhiệm, mà còn vì tăng thêm thực lực của mình. Chỉ có như vậy hắn mới có thể có thêm điểm công đức. Chỉ cần điểm công đức đạt tới một trình độ nhất định, có rất nhiều bí tịch pháp thuật, các pháp khí và thậm chí là thọ nguyện đang chờ mình để đến đổi bằng điểm công đức. Đây là một chỗ tốt cực lớn, Tần Hạo cũng nắm rất rõ. Biết rằng công việc tài xế địa phủ mặc dù vất vả nhưng cũng phải cố. Con đường hắn đã chọn còn ở phía trước. Trải qua sự kiện lần này, có thể nói Cố Lâm và Lý Yến hai người cũng đã hiểu ra rất nhiều điều. Lý Yến rốt cục cũng chia tay với Cố Lâm, sau đó đến một thành phố khác sinh sống. Mặc dù kết cục này không được coi là hoàn mỹ, nhưng cũng là một đoạn ân oán nên giải quyết cho xong. Tâm tình của mọi người đều mang những nét phức tạp riêng. Ở rất nhiều khía cạnh, Tần Hạo cảm giác đây là một loại tâm tư. Tiệc tàn, Tần Hạo và Ngô Béo vẫn phải rời khỏi đây. Hai người đi lên lầu, Tạ Xưởng Trưởng cũng đã xuất ra 500.000 tiền thù lao, cho vào trong một cái túi sách lớn chĩu nặng. 500.000 đúng là một con số không nhỏ.
Thời điểm nhìn thấy khoản tiền này, tâm lý của Ngô Béo kích động. Hắn cũng vô cùng hài lòng, nhưng hắn cũng thức thời, không muốn đòi hỏi bao nhiêu. Thế nhưng dù vậy, Tân Hạo vẫn đem 10 vạn đồng ở trong số 500 ngàn này đưa cho Ngô Béo. Lão đại, nhiều như vậy tôi không nhận đâu. Ngô Béo nói. Nào, cất đi. Dù sao cũng là công sức của cậu đó. Cậu giúp tôi không ít việc, cho nên cứ cầm đi. Được rồi. Ngô Béo cảm kích gật đầu. Đối với hắn mà nói, hắn coi người lão đại này vĩnh viễn là ân nhân của mình, cả đời cũng sẽ không bao giờ quên. Chương 222, cảm giác kỳ dị. Tân Hạo cùng Ngô Béo sau khi làm xong vụ làm ăn này cũng không có dễ dàng, mặc dù có thu hoạch nhưng cũng mệt muốn chết. Hai người hoàn thành nhiệm vụ đi về nhà. Sau khi trở về thành phố, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Hai người thể xác và tinh thần mệt mỏi muốn chết. Sau khi đã có một khoản thổ bút là 500 ngàn không nhỏ, Ngô Béo này thật sự lại rất thật thà. Nhiệm vụ ở đây đã hoàn thành mà lại không có đòi hỏi gì cả. Qua chuyện này cũng học tập được không ít thứ. Đối với việc này cũng ảnh hưởng đến con đường sau này của Ngô Béo. Hai người không có về nhà ngay mà đến một khách sạn 5 sao lớn, gọi một bàn ăn thật ngon để chúc mừng. Ăn xong một bữa này có lẽ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Mỗi một ngày hai người sống vất vả thiếu thốn ở trong xưởng kia, bây giờ ăn một trận ở đây, Ngô Béo cảm tạ. Lão đại à, thật sự là cảm ơn cậu. Nếu như không có cậu thì tôi không biết bao giờ. Có khi bây giờ vẫn ngủ ở gầm cầu nữa. Ngô Béo cảm kích nói với sư phụ. Thân phận của hắn rất đặc thù, vừa có âm dương nhãn, vừa mang xích tên mệnh. Cả người cuộc đời của hắn coi như là một chuỗi bê kịch. Nếu như hắn vẫn còn đang ở lang thang đầu đường xó chợ, có khi bây giờ cũng chẳng biết đang ra sao. Hắn bội phục Tần Hạo. Ngô Béo à, cậu yên tâm, về sau chỉ cần tôi phát tài, nhất định là sẽ mang theo cậu cùng phát tài. Bữa cơm này có lẽ là bữa cơm từ lúc sinh ra đến giờ hai người ăn một bữa đắt tiền như vậy, cho nên rất hài lòng. Dù sao có tiền thì cũng nên tùy hứng. Tần Hạo lái xe đưa Ngô Béo trở về khu biệt thự của mình. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ. Cảm giác giờ phút này cơ thể bỗng nhiên thấy mệt nhọc, loại cảm giác kỳ dị, phảng phất như mình muốn mệt lả đi vậy. Hắn vội dẫm chân phanh, bắt đầu định thần lại, điều chỉnh lại khí tức. Một sự kiện xảy ra ngoài dự đoán của hắn. Trong khoảnh khắc này, thân thể của Tần Hạo chịu một loại đả kích nghiêm trọng, dường như là âm khí nhập thể. Trong lòng giật mình, đây là điểm báo sao? Là âm khí nhập thể sao? Không thể như vậy. Mình lái xe âm lâu như thế còn không bị âm khí nhập thể, tại sao ăn uống xong một trận đi trên đường mà lại bị như vậy? Nếu như âm khí rót vào cơ thể nhiều quá thì mình tự khắc trong cơ thể có dòng dương khí trung hòa, mọi khi vẫn là như vậy cơ mà. Chương 223, vòng xoáy. Xuất hiện cảm giác kỳ dị, trong lòng Tần Hạo giật mình, thanh tỉnh lại một chút ít, không dám dừng lại lâu, dẫm chân ga chạy về nhà. Về đến nhà, chạy vào salon nằm xuống, đưa tay lên trán, biểu tình thống khổ. Một loại đau khổ cảm giác như thủy triều chậm rãi tràn vào trong thân thể. Hắn giống như là bị phủ thêm một tầng khói mù ở trong đầu. Đáng ghét, đây là cái quái gì vậy? Không có đạo lý. Giờ phút này Tần Hạo đang nằm ở trên salon nghiến răng ken két. Cảm giác này ập tới, lần đầu hắn mới thấy. Hắn cảm giác như chính mình một khắc sau có thể muốn ngất đi, muốn mệt lả đi. Từ lúc tu luyện đến bây giờ chưa từng xảy ra. Hắn phỏng đoán liệu rằng đây có phải là một tình trạng tàu hỏa nhập ma, âm khí nhập thể không phải là lần đầu tiên. Hắn tiếp xúc với quỷ hồn ở trên xe âm, mỗi một ngày đều gặp không ít. Bây giờ mình gặp một quỷ hồn mạnh hơn một chút mà thôi, cũng không có tiếp xúc nhiều. Theo lý thuyết, so với sự tác dụng của âm dương lưỡng khí thì lại càng tốt chứ tại sao? Xuất hiện tình huống như vậy, Tần Hạo không thể lý giải nổi.
Ở trong đầu chuẩn bị thời điểm hôn mê, Tần Hạo miễn cưỡng từ ghế salon bò dậy, sau đó đi vào bếp rót cho mình một ly hỏa diệp trà. Bởi vì hỏa diệp trà có công hiệu nhất định, thậm chí có thể nói mang đến cho người ta loại cảm giác thư giãn vô cùng cường đại, có tác dụng trừ tà bỏ sát. Cho nên Tần Hạo dựa vào khả năng đó để cho mình thử xem, uống một ly trà, sau đó vịn góc tường trở về salon. Vốn cho rằng sẽ tốt hơn, nhưng dáng vẻ của hắn vẫn như vậy. Hắn ngồi xếp bằng ở trên salon vận công, hy vọng có thể vượt qua cái cảm giác này. Dưới sự dẫn dắt của linh khí bốn phía, hắn cảm giác khí tức trong cơ thể của mình âm dương lẫn lộn, cũng không có tác dụng. Tần Hạo cảm thấy linh khí ở xung quanh giờ phút này đang không ngừng điên cuồng đổ vào thân thể. Nhưng trong thân thể của hắn dường như có rất nhiều gông xiềng đang đóng chặt các cửa lại, đem toàn bộ những linh khí này chặn ở bên ngoài, từ đó mình không thể nào hấp thu được. Tần Hạo ngồi xếp bằng trên salon, chạy bao nhiêu chu thiên cũng không có tác dụng, làm cho hắn bất đắc dĩ. Không lẽ những tu luyện này bây giờ coi như cũng phế. Hắn cảm giác trong cơ thể của mình dường như có một vòng xoáy, bất kỳ linh khí hay là khí tức gì tiến vào bên trong đều bị hút đi. Không cần phải nói, hắn không thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Còn đang suy tư, Tần Hạo từ nay về sau phải làm thế nào đây? Hắn lắc lắc mạnh đầu, không muốn suy nghĩ nữa, bởi vì hắn biết rõ mình có nghĩ thì cũng chẳng có tác dụng. Giờ phút này hắn đành lấy bất biến ứng vạn biến, thôi mặc kệ. Hắn không thèm suy nghĩ, uống thêm mấy ly hỏa diệp trà. Thứ này dù sao vẫn có công dụng nhất định. Không tìm hiểu ra được nguyên nhân và cách giải quyết vòng xoáy ở trong cơ thể, Tần Hạo cảm giác đầu óc dù sao cũng thanh tỉnh hơn một chút, để cho thân thể thư giãn. Hắn thấy thần trí của mình đã ổn định sau khi uống hỏa diệp trà, diện mạo giờ phút này khá hơn không ít. Chờ đến mai đến công ty vận chuyển Nhật Nguyệt, có lẽ mình sẽ đi hỏi lão Đỗ một chút để xem lão biết được gì. Dù sao 22. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.